Đã nửa thế kỷ nay, ngôi trường ấy tồn tại ở thành phố ven sông này. Hình ảnh trường Trung học Ngô Quyền đã đi vào tâm thức của người dân Biên Hòa nhiều thế hệ. Trường Ngô Quyền, cái tên thân thương quen thuộc, không chỉ như một địa chỉ tri thức mà còn là tình yêu, nỗi nhớ của bao lớp học sinh đã học tập, đã lớn lên, đi vào đời từ ngôi trường này. Người ta thường ví người thầy giáo như người gieo hạt. Những kiến thức người thầy giảng hôm nay như những hạt mầm gieo vào tâm hồn của người học trò để đâm chồi nảy lộc trong tương lai. 50 năm qua, hàng vàng hạt mầm tri thức đã được gieo từ ngôi trường ấy. Có lúc trong dòng vũ bão giông của thời cuộc, có lúc trong dòng phù sa tươi tốt miên man. Và dường ơn Ngô Quyền tự hào đã dâng hiến cho cuộc đời bao vụ mùa bội thu. Đã nửa thế kỷ trôi qua, nhưng trong dòng hồi ức các cựu học sinh Ngô Quyền những khóa đầu tiên vẫn còn in đậm hình ảnh của một thị xã Biên Hòa còn hoang sơ những năm 50. Tại đây, vào năm 1956, Bộ Quốc gia Giáo dục Sài Gòn đã cho thành lập trường Trung học Ngô Quyền, ngôi trường bậc trung học đầu tiên của tỉnh Biên Hòa, mà cũng là của khu vực Đông Nam phần khi đó. Với công gầy dựng ban đầu của các ông Hồ Văn Tam, ông Phan Văn Nga và nhiều nhà giáo đầy tâm huyết khác, dù trường lớp còn đơn sơ, những khóa học đầu tiên của trường được khai giảng. Năm 1960, trường Trung học Ngô Quyền bắt đầu xây dựng cơ sở trường riêng ở vị trí nay là trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền. Năm học 1960-1961, trường Trung học Ngô Quyền có khoảng 1.000 học sinh, lần đầu tiên trở thành trường trung học đệ nhất cấp và đệ nhị cấp hoàn chỉnh. Từ đó, trường bắt đầu cuộc hành trình trải qua nhiều thăng trầm gắn với lịch sử tỉnh nhà. Cũng từ đó, trên bản đồ giáo dục ở miền Nam, tên trường Ngô Quyền thường được nhắc đến như một địa chỉ đầy uy tín, đào tạo những học sinh có chất lượng. Cuộc đời một con người không phải chỉ học ở một ngôi trường. Hết tiểu học, trung học, rồi đại học, nhiều ngôi trường có thể để lại cho chúng ta bao kỷ niệm. Song trường Ngô Quyền có một nét đặc biệt nào đó lưu lại sâu đậm trong ký ức những người từng theo học. Hàng chục năm rồi, nhiều cựu học sinh Ngô Quyền còn giữ kỹ những phù hiệu, những tấm thẻ căn cước học sinh Ngô Quyền, giữ những tấm hình ghi lại kỷ niệm thời còn đi học ở trường như nâng niu, giữ gìn một đoạn đời đẹp nhất. Đồng thời, đó cũng là niềm tự hào kín đáo. Về được vào học trường Ngô Quyền thời đó là kết quả của cả một quá trình học hành, phấn đấu, thi cử gian khổ. Tiếp thu truyền thống tôn sư trọng đạo, tinh thần hiếu học của cha ông, ngay từ những ngày đầu, thầy và trò trường Ngô Quyền đã có một tinh thần kính thầy trọng bạn, một nề nếp dạy và học nghiêm túc đã trở thành nét đẹp truyền thống của trường sau này. Ở một cái cảm xúc đó là mấy em đó, lúc đó cái tuổi nó hơi lớn hơn bây giờ, tức là cái tuổi thí dụ ngang bây giờ đó là mười mấy tuổi đó thì vô lớp 6 rồi, nhưng mà mấy em đó có cái tuổi lớn trội hơn, bị học trễ do chiến tranh này kia đó, thành ra là học trễ, thành ra mấy em đã ý thức được cái lễ phép đối với thầy cô lắm, mà nó coi trọng nể lắm kìa, coi nể lắm. Nghe hả cô giáo hay gì, thí dụ đằng này bước lên, cô bước lên đó thì
cái hàng ba xích đằng kia đã đứng dậy hết rồi. Thì cái thời mà chúng tôi học thì tôi nhớ là thi vào cái trường Ngô Quyền rất là khó. Và hình như đó là một cái trường trung học duy nhất của tỉnh Đồng Nai. Toàn bộ tất cả những học sinh mà hết cái bậc tiểu học là phải tụ về để thi cho bằng được vào cái ngôi trường công lập này. Dĩ nhiên là thi vào thì rất khó đổ. Ngay như cái lứa của tôi đó thì toàn cái tỉnh này thì thi lấy được vào có 4 lớp thôi, nghĩa là khoảng 200 học sinh vào ngôi trường này. Dĩ nhiên thi khó như thế thì những cái người mà được đậu vào ngôi trường này phải là những người có cái căn cơ học tập giỏi thì mới được vào. Chắc là cũng từ một cái đầu vào như vậy cho nên là cái ý chí học tập rồi cái trí óc của anh em, rồi cũng như là trong cái hoàn cảnh chiến tranh lúc bấy giờ đó, thì nếu mà học mà thi rớt thì phải đi quân dịch. Nói như thế là nó cũng thôi thúc cái việc anh em cố học. Người ta nói không thầy đố mày làm nên. Ngay từ những ngày đầu, những người quản lý trường trung học Ngô Quyền đã quy tụ được một đội ngũ giáo viên hùng hậu, kết hợp giữa lực lượng giáo viên tại chỗ với các thầy cô thỉnh giảng từ Sài Gòn. Họ có trình độ cao, giảng dạy nghiêm khắc, nhưng cũng đầy tình yêu thương học trò. Bên cạnh việc đào tạo học sinh theo một nghề nếp dạy dỗ nghiêm túc, chú trọng chất lượng học tập, đây còn là ngôi trường nổi tiếng có phong trào văn hóa thể thao trong học sinh rất mạnh. Các ban đại diện học sinh đã có những hoạt động phong phú như tổ chức các đêm văn nghệ, các kỳ thi đấu thể thao với các trường bạn, phong trào làm từ thiện cây mùa xuân, làm báo xuân, phát hành rộng rãi trong và ngoài trường đã cuốn hút nhiều học sinh tham gia. Không bằng mê say. Chính cái tinh thần năng động của ngôi trường, chính bầu không khí đầy năng lượng của tri thức, của nghệ thuật trong trường đã là vườn ươm cho những hạt mầm năng khiếu của tuổi trẻ được bộc lộ và phát triển. Điều đó cũng có một lý do giải thích vì sao sau này trường Ngô Quyền có nhiều người thành danh trong nhiều lĩnh vực hoạt động, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa xã hội. Như trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, vượt qua khuôn khổ phong trào làm báo học trò, nhiều học sinh của trường ở tuổi 17-18 đã có những tác phẩm đầu tay được in, được các nhạc sĩ nổi tiếng phổ nhạc ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và sau này, họ đã trở thành những nhà trí thức, nhà văn, nhà thơ khá nổi tiếng như nhà văn Nguyễn Thái Hải, nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên, kiến trúc sư Nguyễn Văn Tất. Đối với người khác thì tôi không biết, còn đối với cá nhân tôi đó thì thực sự là những cái gì tôi viết ra vào thời học sinh sinh viên là những kỷ niệm đã xảy ra trong đời tôi đối với trường Ngô Quyền và đối với thành phố Biên Hòa ngày đó.
và tôi ghi lại những cái kỷ niệm đó. Tất nhiên là mình có phần hư cấu để nó thành ra những sáng tác, thành chuyện ngắn. Và tôi nghĩ rằng anh Nguyễn Tất Nhiên cũng như thế, với những cái cuộc tình của anh Nguyễn Tất Nhiên hơi sớm một chút so với lứa tuổi, thì Nguyễn Tất Nhiên ghi lại không ghi bằng văn xuôi mà ghi bằng thơ. Do đó những cái chất liệu thực trong cuộc sống đó nó đã tạo nên những cái vần thơ khá hay của Nguyễn Tất Nhiên. Thời kỳ đó cả một cái xã hội trong guồng máy chiến tranh nó rất là xô bồ, nó có rất là nhiều cái giá trị về xã hội, những giềng mối xã hội nó bị lung lay, nó bị náo loạn. Thì mặt khác nó cũng có một cái luồng hoạt động rất là sôi nổi và đầy hứng khởi trong cái phong trào gọi là sinh viên học sinh, để nhằm giữ lại, nhằm phản ứng lại những cái điều nó không tốt. Thì trong cái thời điểm như thế thì tôi cảm thấy rằng là cái ngôi trường Ngô Quyền của mình nó đã bày ra, nó đã tạo ra một cái không khí, một cái đòi hỏi. Và tôi là một trong rất là nhiều người, những bạn bè của mình, những đàn anh của mình đã hình thành các cuộc chơi một cách rất là nghiêm túc để chuẩn bị vào đời. Đó là tôi nói bằng những cái từ mà về sau này mình mới cảm nhận ra. Còn lúc đó thì ở tuổi học sinh thì mình cứ chơi cho nó hết cái sức của mình, văn nghệ, sinh hoạt, trồng cây, làm báo, đi làm từ thiện, mở lớp dạy hè, vân vân. Tất cả những cái điều đó là tôi cho rằng là nó theo cá nhân tôi cũng như là những đàn anh, những bạn bè của tôi suốt cái chặng đường về sau khi vào đại học, và kể cả một lúc nào đó mình dùng những cái kỹ năng ứng xử của mình trong công việc thì chắc chắn nó vẫn có cái dấu ấn của cái ngày xưa đó ở trường Ngô Quyền. Sẽ là đẹp biết bao nhiêu nếu nói đến kỷ niệm về một ngôi trường trung học mà chỉ nhắc đến chuyện thầy xưa, trường cũ, đến những tình bạn vững bền, những rung động đầu tiên về một tà áo trắng sẽ đi theo ta suốt những năm tháng cuộc đời. Nhưng là một ngôi trường ra đời ở miền Nam giữa những năm đất nước bị quân xâm lược chia cắt, trường Ngô Quyền cũng nằm trong dòng xoáy của thời cuộc. Đã có những vụ mùa mà hạt mầm phải gieo trong giông bão của chiến tranh. Những năm 60-70, ở ngay tại Biên Hòa, chính quyền tay sai Mỹ Ngụy thiết lập nhiều căn cứ quân sự lớn làm cổ máy hậu cần chiến tranh. Khói lửa chiến tranh đã bao trùm lên nhiều số phận. Đã có những ước mơ hướng đến chân trời tri thức bị dùi dập. Đã có những thầy giáo, học sinh của trường Ngô Quyền, thay vì đến với giảng đường, đã bị chính quyền Ngụy bắt đi quân dịch, phải làm những điều ngược lại với những gì mình đã dạy, đã học. Rớt tú tài, ăn đi trung sĩ. Đó là một thực tế đau xót đã diễn ra khá phổ biến ở các trường học miền Nam lúc đó. Nhưng chính những hạt mầm lương tri được gieo từ khung trường năm nào đã giúp những con người làm đường lạc lối ấy hướng thiện, đã đưa những người bị dòng đời quan quật trở về làm người lương thiện khi bóng quân xâm lược bị quét sạch, khi đất nước được giải phóng. Và ngay trong những ngày tháng đó, âm vang những tiếng súng của những trận đánh long trời lở đất của quân giải phóng tiến công, của quân giải phóng đánh sân bay Biên Hòa, tổng kho Long Bình, như y âm vọng vào sân trường, vọng vào tâm thức của những học sinh có lòng yêu nước. Hưởng ứng phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh và giáo chức miền Nam, nhiều học sinh trường Ngô Quyền đã bí mật tham gia các phong trào cách mạng, trở thành đoàn viên thanh lao bậc của thành đoàn Biên Hòa, chấp nhận cả nguy hiểm, cả ngay tù để tranh đấu. Có những người bí mật thoát ly lên chiến khu theo kháng chiến, góp phần nhỏ bé của mình vào cuộc chiến đấu giải phóng quê hương. Tháng 4 năm 1975, cùng với người dân cả tỉnh,
thầy và trò trường Ngô Quyền hân hoan chào đón sự kiện lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Những năm tháng gian lao này, nền kinh tế của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn do hậu quả của chiến tranh để lại và đất nước bị kẻ thù bao vây cấm vận. Năm học đầu tiên hòa nhập vào hệ thống giáo dục của cách mạng, trường Ngô Quyền đổi tên thành trường cấp 2-3 Ngô Quyền, rồi sau đó là trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền. Một thế hệ học sinh Ngô Quyền mới đã lớn lên, trưởng thành trong gian khổ, trong những buổi cùng người dân cả tỉnh lao động tan gia trên những cánh đồng vừa dở phá bơm mìn, trong các phong trào học tập, văn nghệ, thể thao của nhà trường, vẫn được giữ vững ngay cả trong những năm khó khăn, thiếu thốn nhất. Bền bỉ phát huy tinh thần vượt khó, tiếp tục có những cống hiến nổi bật cho công tác đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh nhà. Trường Phổ thông Trung học Ngô Quyền tự hào là đơn vị đầu tiên ở miền Nam đón nhận danh hiệu tập thể học sinh xã hội chủ nghĩa. Vào những năm 1978-1979, khi biên giới phía Bắc và Tây Nam vang tiếng súng chống quân thù xâm lấn, có những học sinh Ngô Quyền đã thể hiện lòng yêu nước qua những lá đơn tình nguyện xin đi bộ đội. Trong đó, có những lá đơn được viết bằng máu. Những thầy cô giảng dạy ở trường những năm tháng này vẫn còn nhớ và tự hào về những người học sinh yêu nước đó của trường Ngô Quyền. Không khí ở trong trường lúc bây giờ tôi còn nhớ như in là có một cái gì đó nó ập tới như là một cái cơn bão, và cái nhiệt huyết của các em nó cuốn luôn cả cái tập thể giáo viên của chúng tôi. Và chúng tôi còn nhớ cái buổi sáng mà đưa các em đi qua bên chùa Từ Quang là cái nơi mà tập kết để mà các em ra đi á. Thì ở đây phường là phường đội cũng xuống rất là đông, và các em nhất quyết đi, có những em phải nói là viết thư bằng máu, đó là quyết tâm thư của các em, và các em nhất định là đi dù cho gia đình có ngăn cản, nhưng mà các em cũng nhất định. Thì chúng tôi tiễn các em trong nước mắt và tiễn các em trong cái sự hãnh diện của mình, thì các em đã có một cái ý thức rất là cao khi mà nghĩ đến tổ quốc của mình. Ba mươi năm thực hiện một nền giáo dục mới, trường Ngô Quyền có quyền tự hào về một tinh thần hiếu học và năng động vượt khó của học sinh Ngô Quyền, được thể hiện khi trường liên tục có nhiều học sinh giỏi, nhiều thành tích trên nhiều lĩnh vực. Trong thể thao, trường có nhiều học sinh đạt huy chương vàng hội khỏe phù đổng các cấp. Trong đó, những tên tuổi như Mai Thùy Dương, Nguyễn Bích Ngọc đã vươn lên đạt ngôi vị cao của các giải trẻ võ thuật Karate Do, Taekwondo châu Á. Trong phong trào văn nghệ, những đợt hội diễn tiếng hát học sinh Ngô Quyền truyền thống hàng năm đã trở thành vườn ươm phát huy tài năng cho những ca sĩ trẻ được yêu mến hiện nay như Kỳ Phương, Như Ý. Binh trấn thủ ở đó, tan vỡ chạy trước. Trong học tập, suốt 30 năm qua, trường Ngô Quyền có hàng trăm học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia. Sự sắc sảo về trí tuệ, tinh thần năng động, học tập của học sinh Ngô Quyền còn được tuổi trẻ học đường toàn quốc biết đến và khâm phục với giải nhất trong đêm chung kết kỳ thi Bảy Sắc Cầu Vồng năm 1998. Kỳ thi được chính những vị lãnh đạo cao nhất của đất nước đến tham dự và trao giải thưởng, và truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia. Những học sinh tham gia đội tuyển Bảy Sắc Cầu Vồng ấy hôm nay đã trưởng thành, vẫn luôn nhớ về thầy cô và ngôi trường xưa với những tình cảm biết ơn. Thì em nghĩ rằng cuộc thi cũng đem đến cho tụi em những cái kinh nghiệm và bản lĩnh khi mà mình đứng làm việc cùng với bạn bè, làm việc cùng nhau theo nhóm, và các bản lĩnh của mình khi đứng trước đám đông trình bày hoặc là mình giao lưu với những người khác. Ngoài ra thì kỷ niệm về cuộc thi thì đáng nhớ nhất đối với em là những 10 thành viên của đội tuyển Bảy Sắc Cầu Vồng. Hiện nay thì tụi em vẫn là những người bạn rất là tốt, những người rất thân, luôn luôn hỗ trợ cho nhau ngay cả trong học tập, rồi trong công tác sau này và ngay cả trong những đời sống bình thường. Lớn mạnh và trưởng thành cùng sự phát triển và đi lên của cả tỉnh, từ năm 2002,
trường Ngô Quyền đã được tỉnh nhà đầu tư xây dựng mới, trở thành trường có cơ sở vật chất, đội ngũ giảng dạy đạt chuẩn quốc gia. Những học sinh Ngô Quyền hôm nay có điều kiện hơn bao giờ hết để rèn luyện nhân cách, để học tập, vươn đến những đỉnh cao khoa học. Những giáo viên kế tục sự nghiệp trồng người của bao thế hệ thầy cô giáo giảng dạy ở ngôi trường này có điều kiện hơn bao giờ hết để trao cho học sinh của mình những tri thức, những tinh hoa của trí tuệ. Những người đã từng bền bỉ gắn bó và cống hiến cho ngôi trường thân yêu qua bao ngày tháng thăng trầm, cũng như những đứa học sinh của những năm đầu thế kỷ 21 đều luôn mong mỏi những truyền thống tốt đẹp của trường sẽ mãi được phát huy. Tôi gắn bó với trường Ngô Quyền là được từ năm 1958 cho tới bây giờ, là coi như là liên tục thôi. Thì qua một cái thời gian mà quá dài như vậy, thì cái tình cảm giữa tôi với cái ngôi trường thì nó rất là đậm. Nơi đây thì đã có những con tôi nó cũng học ở đây, bạn bè cũng học ở đây, nhiều học sinh cũng ở đây và hiện nay cũng đang công tác ở đây. Thì như vậy coi như đây là một cái gia đình nhỏ của tôi. Nếu có cái lời nhắn nhủ thì chỉ nói như thế này là đối với các em mà là giáo viên đó, trong trường hiện đang dạy trong trường Ngô Quyền thì phải nhận thấy đây là một cái vinh dự của mình được cộng tác với trường Ngô Quyền. Mình phải ráng hết sức để làm sao thể hiện được tình thương yêu của mình đối với học sinh. Và cái thứ hai đối với học sinh đó, thì tôi cũng rất là mong muốn học sinh đã làm ăn danh hiệu Ngô Quyền thì phải là đúng cái chất của Ngô Quyền, tức là phải học giỏi, phải có đạo đức tốt và sau này phải là một người công dân tốt. Tôi hy vọng rằng sau tôi và sau nữa những anh em mà lãnh đạo trường cũng như đội ngũ thầy cô giáo tiếp tục phát huy những truyền thống vốn có của ngôi trường để rồi tiếp tục xây dựng cái nguồn nhân lực của trường chúng ta đáp ứng được cái yêu cầu của quốc gia nói riêng, nói chung tỉnh Đồng Nai nói riêng, để mà phát triển kinh tế của đất nước mà hội nhập với khu vực và thế giới. Cho nên hiện nay đứng trên cương vị là phó giám đốc sở dục, tuy nhiên lòng tôi thì bắt buộc mình phải dàn trải, mình phải lo chung cho toàn cái sự nghiệp Đồng Nai. Tuy nhiên dù muốn dù không, cái tình cảm thiêng liêng nó vẫn quyện tôi hướng về cái trường Ngô Quyền. Nếu tính cả 2 năm là học sinh của trường thì tôi đã có 19 năm vừa là học sinh, vừa làm công tác giảng dạy và vừa làm công tác quản lý ở trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền này. Trong suốt 19 năm đó đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm và nhiều tình cảm về các thầy cô cũ cũng như các học trò và các đồng nghiệp của tôi. Tôi cũng hy vọng rằng những đóng góp to lớn mà thầm lặng của quý thầy cô và những nỗ lực rất to lớn của các em học sinh trong học tập sẽ viết tiếp những trang thành tích của một ngôi trường có bề dày nửa thế kỷ này. Theo em được biết thì trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền đã có từ rất lâu đời, đã bao thế hệ đàn anh đàn chị đi trước đã từng đóng góp công sức của mình vào trong sự phát triển của đất nước và sự phát triển của tỉnh nhà. Trường luôn quan tâm đến vấn đề tôn sư trọng đạo và hiếu học của trường. Từ xưa đến nay thì rất nhiều đàn anh, đàn chị khi ra trường đã có nhiều chỗ đứng vững chắc trong xã hội. Và tiếp nối truyền thống đó, em sẽ cố gắng học tập thật tốt để đóng góp những công sức của mình vào trong sự phát triển của tỉnh và cho hình ảnh của trường Ngô Quyền luôn được vang xa hơn. Từ những hạt mầm được gieo trong giông bão đến những hạt mầm lớn lên trong phù sa tươi tốt của cuộc sống mới, trường Ngô Quyền vẫn liên tục đào tạo một nguồn nhân lực có chất lượng cho tỉnh nhà, cho khu vực. Thầy và trò Ngô Quyền không chỉ tự hào về những phần thưởng, những danh hiệu cao quý mà các cấp chính quyền trao tặng, mà còn tự hào về một truyền thống tôn sư trọng đạo, về một tinh thần học tập năng động đã được thời gian thử thách. Ngôi trường này cũng sẽ mãi tự hào về nhiều thế hệ học sinh Ngô Quyền đã trưởng thành trong hàng chục năm qua,
nay hoạt động trên khắp các địa bàn trong ngoài tỉnh, ở nhiều lĩnh vực, khoa học, chính trị, xã hội, kinh tế, và giữ nhiều trọng trách ở các cấp chính quyền, các ban ngành khác nhau. Và còn biết bao con người khác trong hai dạng học sinh đã từng theo học ở trường, dù đã ra đi khắp bốn phương, vẫn sẽ mãi mãi nhớ ơn và tri ân những nhà giáo của trường nhiều thế hệ, đã tốn bao tâm huyết cho từng bài giảng, đóng góp hết sức mình cho sự nghiệp trồng người. Nửa thế kỷ trước, khi nhà giáo Hồ Văn Tam đề nghị thành lập trường Ngô Quyền, hẳn ông mong mỏi các lớp học sinh của Biên Hòa sẽ có được một nền học vấn vững chắc, làm những điều có ích cho đời. Một chi tiết rất có ý nghĩa khi trong danh sách những học sinh trưởng thành từ mái trường Ngô Quyền thành đạt, có tên người cháu ngoại của nhà giáo Hồ Văn Tam, đó là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Trần Hồ Kim Chi, một nhà khoa học ưu tú đang làm việc tại tổ chức UNESCO, Tổ chức Văn hóa, Khoa học, Giáo dục của Liên Hiệp Quốc. Chị đã được nghiên cứu và giảng dạy ở hàng chục nước trên thế giới. Và năm 2006 này, trong thời kỳ đất nước hội nhập quốc tế, chị đang tham gia chuẩn bị thực hiện hai dự án đào tạo nguồn kỹ thuật viên cao cấp về môi trường tại Việt Nam. Những hạt mầm mơ ước của các nhà giáo tâm huyết gieo năm nào, nay đã trở thành cây đời mãi mãi xanh tươi. Nửa thế kỷ đã đi qua trên mái trường này, bước vào tuổi 50, ngôi trường vẫn tràn đầy sức vui. Càng tự hào về những thành tựu mà các thế hệ đàn anh đã đạt được, thầy và trò trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền hôm nay đang ra sức phấn đấu để đưa ngôi trường tiếp tục đi lên, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh nhà trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Say, where you